Mãn Ni có một đại ca ở bộ đội, chỉ là hắn sẽ hy sinh ba năm sau. Mãn Ni còn có cái ở nhà nhị ca, chỉ là hắn sẽ một lần gặp nữ chính làm chung thân. Mãn Ni còn có một tỷ tỷ vội vã lập gia đình, chỉ là nàng sẽ bị bạo lực gia đình mà chết. Mãn Ni còn có một anh ba mọt sách, chỉ là trong tương lai anh sẽ gãy tay gãy chân tàn tật cả đời. Nhất quan trọng nhất chính là, Mãn Ni, nàng có cái xuyên qua mà đến mẹ. Về phần Mãn Ni tiểu thuyết mấu chốt. Nguyễn Manh nhóc con tại niên đại văn nằm thắng không đạn cửa sổ, Nguyễn Manh nhóc con tại niên đại văn nằm thắng TXT toàn tập đao Loạt Nguyễn Manh nhóc con tại niên đại văn nằm thắng chương mới nhất đọc. Chương 1 Đặc thù niên đại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 2 Năm đứa bé quả phụ mẹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Nhất thiết phải thảm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Kịch bản không đảo ngược Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Khen một tiếng chính mình hảo diễn kỹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Có cái gì là người khác không thể biết? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Tại phương diện nào đó có chút thiếu sót hài tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Đủ loại tâm tư chuyển. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Thứ 9 chương vẫn là nhà nạn tiểu cô nương Nhu Thuận Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc 10. Thứ 10 chương một mắt liền có thể nhìn thấy nàng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc